Yeah, đó các bạn thấy sao? Cánh đồng lúa trên quê mình phải nói rất là đẹp nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ bay drone FPV ở đây cũng như quay lại một số đợt cảnh cánh đồng lúa cho các bạn xem chơi nha. Thì hôm nay mình đi bay á, mình đem theo cả drone FPV cũng như là livecam nha các bạn. Livecam thì mình thích nhất là con DJI Mini 2 nè. Đó, tuy là nhỏ gọn thiệt nhưng mà quay phim 4K rất là đẹp các bạn, bay trên cao quay khung cảnh lại, còn drone FPV thì mình sẽ quay ở dưới thấp nha các bạn. Ở drone FPV thì mình đem theo là con đến từ thương hiệu của Asus Lion các bạn. Con này có tên là Sinwan C35 nha, một con drone mà có thể cổng Roro full hoặc là DJI Action 4 là cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Kính thì mình vẫn chơi bình thường thôi các bạn, DJI V2 nha. Đó, kính DJI V2 các bạn thấy không, mod anten rồi, nhìn nó cũng khá là ngầu nha. Tay điều khiển thì vẫn hơi cùi bắp các bạn, DJI V1 nha. Và hôm nay mình sẽ lại chia sẻ đến tất cả các bạn một cái camera, đó chính là DJI Action 4 nha các bạn. Một cái camera mà phải nói là cực kỳ phù hợp với những anh em nào mà đam mê drone FPV mà chuyên đi quay dịch vụ nha. Cái camera này cực kỳ tiện lợi luôn các bạn, chỉ cần gắn cái ngàm vô trong con drone, sau đó muốn quay thì hít lên cái là bay quay thôi, không cần phải vặn ốc này kia cho nó lù bù các bạn. Camera này thì quay phim 4K 120fps nha các bạn, chống rung thì chống nước mượt mà, pin trâu sạc nhanh đó các bạn. Nói chung đây là một cái camera cực kỳ tuyệt vời dành cho những anh em nào mà đam mê drone FPV nha. Những anh em nào mà đi quay du lịch hay là đi thể thao phượt này kia đó thì cũng không thể thiếu đâu các bạn. Camera này rất là đã các bạn, và được bán bên vgshop.vn với cái giá combo là 11.700.000 nha các bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ gắn cái con camera DJI Action 4 này lên con Sinwan C35 để mà bay quay phim cái khung cảnh cánh đồng lúa cho các bạn xem chơi, cũng như là kết hợp lẫn livecam luôn nha các bạn. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, thì bây giờ sẽ bay nha. Ok, các bạn thấy sao? Cánh đồng lúa xã Quốc Thái phải nói là cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Thì trước khi đi đến phần bay drone FPV cũng như là livecam á, thì mình sẽ chia sẻ đôi nét về chất lượng camera mà các bạn đang xem cũng như là âm thanh mà các bạn đang nghe là được quay trực tiếp từ camera DJI Action 4 nha các bạn. Đây được xem là cái camera mà phải nói là cực kỳ phù hợp dành cho những anh em nào mà chuyên đi quay du lịch nè, cũng như là quay vlog nè, hoặc là đi phượt nè. Đặc biệt là những anh em đam mê drone FPV như mình thì không thể nào thiếu được nha các bạn. Tại vì cái camera này nó quá là tuyệt luôn các bạn ơi. Dù là mình đang cầm trên cái gậy khoảng cách là 1m cũng như là ngoài trời khá là gió đó, nhưng mà các bạn thấy không, chất lượng âm thanh được thu trực tiếp từ camera DJI Action 4 phải nói là quá là ok nha các bạn. Thì đây là cái camera mà được trang bị cảm biến 1:1.3 inch nè, khẩu độ thì là f2.8 nè, góc gọng lên đến 155 độ các bạn. Quay phim thì là 4K rất là đẹp, 120fps luôn, chống rung thì mượt mà ở ba chế độ của bạn, rock steady cộng cũng như là horizon tới đi là cân bằng đường chân trời và chống rung luôn các bạn, rất là đã nha. Pin thì khá là trâu bò luôn các bạn, quay liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ
nó còn quay lay rai lay rai là hơn 2 tiếng nha các bạn, cũng như là sạc cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi, rất là đã các bạn. Đặc biệt là cái ngàm của nó rất là thông minh các bạn, gắn lên ron, lên xe, lên nón bảo hiểm này kia đó, cực kỳ tiện lợi luôn đó. Thì các bạn thấy nãy giờ mình đang đi cái đường khá là rồ rài đó, nhưng mà các bạn thấy sao, chống rung rất là mượt mà nha các bạn. Con này mà gắn lên ron MPV bay nữa thì phải nói là rất là tuyệt luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ chạy nè, đó nhảy luôn nè các bạn thấy sao, chất lượng phải nói là quá là tuyệt vời nha các bạn. Và con này đang bán bên vgshop.vn với cái giá combo là 11.700.000 cho bản 3 pin cũng như là kèm gậy tự sướng ở đây và thẻ nhớ các kiểu luôn nha các bạn. Thì vgshop là một cái trang web là chuyên bán live cam cũng như là camera này kia rất là tuyệt các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bay ron MPV nha. Thì trước khi gắn cái camera đi xa S4 lên đây á, thì mình sẽ bay hover các kiểu để mà lượng vài vòng này kia, kiểm tra con ron của mình nó có bị lỗi hay là không, cũng như lỡ có lỗi thì nó chỉ rớt con ron thôi chứ nó không có rớt của camera nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối nè. Đó, mình vẫn tiếp tục bay với tay DJI V1 nha các bạn. Ok, đó bây giờ mình sẽ gắn pin lên nha. Thời tiết hiện tại bây giờ gần 6 giờ các bạn ơi, mình chỉ mong là thời tiết nó chậm tối để mà mình quay phim lại cho các bạn xem chơi nha các bạn. Ok, đó thì trước khi bay FPV thì mình sẽ hover cũng như là bay vòng vòng thám thính địa hình coi sóng sánh như thế nào rồi mới bay xa, mới quay phim khung cảnh lại cho các bạn xem chơi được nha. Không nên là hắt hói để mà nó lộn hắt tắt để mà gắn camera lên bay để làm gì nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động nè. Tiết nắng lên là cánh đồng lúa nó vàng nó đẹp sao đâu các bạn ơi. Rồi chuẩn bị nè, tốc độ bằng thời nha, tiếp lên nha, 1 2. Wow. Ừ, đẹp quá à, vỗ tay. Phải nói là con C35 này nó rất là lực nha các bạn. Sướng các bạn, nó có thể kêu chim mén nó luôn nha các bạn. Đó, chỉ cần bay nhẹ lên một vòng thôi là nó bu lại phải nói rất là nhiều luôn. Wow. Đó, thì khi mà mình test xong mọi thứ nó hoàn thiện ok rồi, sau đó mình mới bay FPV nha các bạn, như thế thì mới an toàn nha. Ok, rồi thì bây giờ sẽ gắn camera DJI Action 4 lên đây để mà quay vài vòng khung cảnh ở trên quê mình, cánh đồng lúa tuyệt đẹp xã Quảng Thái cho các bạn xem chơi nha. Nhớ like và đăng ký kênh nha. Yeah. Ok, thì bây giờ sẽ quay phim cánh đồng lúa lại cho các bạn xem chơi nha, bằng camera DJI Action 4 cũng như là Sinquan C35 Acid Lion cổng em nói nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ gọi là chuẩn bị nha. Lên. Ok. Wow, các bạn thấy sao? Cánh đồng lúa mà nói là quá là chín đẹp luôn nha các bạn. Đó. Mình đi phải nói là hơi chảy đó các bạn, phải mà đi sớm chút xíu nha. Lúa mà vừa vàng rồi á thì phải nói là quay phim là phải nói là đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Nhưng thôi, có đỡ hơn không các bạn ơi. Đó, thì các bạn thấy sao? Hình ảnh của DJI á thì xem phải nói là rất là mượt mà luôn nha các bạn. Đó, sóng sánh thì khỏi lo luôn các bạn ơi. Dù là khuất đi chăng nữa thì hình ảnh vẫn xem rất là đẹp nha các bạn. Wow. Wow. Quá là đã luôn các bạn ơi. Thì cái camera DJI Action 4 này á, dù cho các bạn có quay ngược sáng hoặc thuận sáng này kia đi chăng nữa thì nó quay phim lại cũng rất là đẹp nha các bạn. Đó, thì hiện tại thì mình đang quay ngược sáng nè. À, thuận sáng lên nè. Ok. Wow. Quá là đã luôn các bạn ơi. À,
đây vượt đám bắp luôn nè. Đó thì hồi nãy mình có test sơ nha các bạn, phải nói là sóng sánh tuy là của DJI V1 thôi nhưng mà nó xa vải chưởng luôn các bạn ơi. Đó này các bạn thấy không, mình bay lúc lúc vô tuốt trong này luôn nè. Đó nhưng mà hình ảnh phải nói là còn xem rất là mượt luôn các bạn. Wow. Đó mình sẽ mang theo cái đường ruộng để mà bay quay phim này cho các bạn xem nha. Đó, đây là cái đường vô cánh đồng lúa nè. Có người tập thể dục luôn nè các bạn thấy không. Wow. Sóng sánh của DJI thì nó sướng khỏi bàn các bạn ơi, xa tiết mù khơi nha các bạn. Dù chỉ là DJI V1 thôi đó nha, nhưng mà phải nói là kìa đó, có bắt hai gà chọc luôn nha các bạn. Quá là ok các bạn ơi. Đó, cánh đồng lúa phải nói là quá là đẹp luôn các bạn. Đây, bay ngược về hướng mặt trời để cho các bạn thấy được cái sóng sánh cũng như là chất lượng camera DJI Action 4 nó đẹp cỡ nào nha. Wow. Ở trong này là cánh đồng lúa bao la luôn các bạn ơi, bay một hồi là không biết đường về luôn nha các bạn. Tốt nhất là nên bay trong cái tầm kiểm soát nha. Đó, map nào thì các bạn có thể nhớ chứ cái map cánh đồng lúa thì khó nhớ lắm nha các bạn. Tại vì nó rất là rộng các bạn ơi, xung quanh toàn là lúa cơ mà. Các bạn mà bay sơ sẩy một phát là coi như là mất đường về các bạn. Con của mình ý là không có gắn GPS cho nên là mình cũng không có dám mạo hiểm các bạn ơi. Ok. Quá là phê luôn nha các bạn. Quá đã các bạn ơi. Đó. Đó, thì tiếp đây mình sẽ lấy live cam quay thêm vài vòng nữa cho các bạn xem chơi nha. Yeah, quá là gió nha các bạn, nhưng mà C35 không bao giờ làm anh em thất vọng nha. Ok. Đây là cái túi đồ của mình đây. À, ngon lành các bạn ơi. Yeah. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another. She asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She asked for, yeah, she asked. Mở bài được có một hai cốt mà trời tối hù luôn các bạn ơi. Thì hiện tại bây giờ là 6 giờ, trời khá là tối rồi. Nhưng mà các bạn thấy không, chất lượng camera DJI Action 4 này phải nói là quá là tuyệt nha các bạn. Đó, trời bây giờ khá là tối luôn đó, nhưng mà các bạn thấy sao, chất lượng mượt mà nha. Ok. Đó, thì sẽ cố gắng quay lại đây một ngày là đó gần nhất nha các bạn. Hiện tại thì đi hơi chảy các bạn ơi, lúc lại đây là khoảng 5 giờ các bạn, cho nên là lấy quay chuẩn bị đồ đạc chứ quay nói chuyện này kia không, nó đã tối luôn các bạn ơi. Bay rồi nó đi được có một cút một rồi, không được hai cút nữa là chờ tới hù luôn nè các bạn thấy không.